Minh Thế Nhân tay vỗ xuống mặt đất, đôi mắt mở to, vẻ mặt phấn khởi nhìn Lục Châu đang họa trên giấy với một ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Không ngờ về mặt thư họa, sư phụ lại có trình độ cao như vậy, thật sự khiến Đồ Nhi mở mang tầm mắt. Minh Thế Nhân trong tâm vẫn còn đang suy nghĩ, nhớ tới trước kia chữ của sư phụ giống như gà bới, làm sao hôm nay lại vẽ đẹp như vậy. Cái món thư pháp này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Không có thiên phú cùng thời gian lâu dài luyện tập, coi như tu vi có cao, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian họa ra thư pháp tốt như vậy được. Lục Châu híp mắt, tay vẫn họa tranh, cất tiếng hỏi Minh Thế Nhân với Trương Nguyệt rốt cuộc là có chuyện gì. Minh Thế Nhân cung kính hai tay dâng phong thư lên trước mặt của Lục Châu, từ tốn mà đưa tới, xin mời sư phụ xem qua. Lục Châu không cầm lấy mà chỉ liếc mắt nhìn qua. Sau khi nhìn xong, nét mặt của hắn cũng không dao động chút nào. Mặc dù nội dung của phong thư này có chút khó coi, Minh Thế Nhân nhìn Lục Châu đưa ra kiến nghị của mình, sư phụ, thiên kiếm môn này tung tin đồn khắp nơi. Lại dám không kiêng nể mà chỉ mắng ma thiên các, chuyện này có thể nhịn thì chuyện gì không thể nhịn nữa. Đồ Nhi thỉnh cầu xuống núi, giết hắn không còn sót lại mảnh giáp nào. Trương Nguyệt đứng đằng sau nghe thấy như vậy cũng liền đồng ý tán thành với kiến nghị của Minh Thế Nhân. Cũng may mà Đoan Mộc Sinh không có ở đây, nếu hắn nhìn thấy phong thư khiêu chiến này, e là đến ngay cả chào hỏi cũng không có, mà xông thẳng xuống núi ngay lập tức rồi. Lục Châu lúc này mới lên tiếng nói ra, Lạc Trường Phong của Thiên Kiếm môn chết trong tay của vi sư, Lạc Hành không gan dạ như vậy, e là có chuẩn bị mà tới. Minh Thế Nhân nói tiếp, sư phụ, cho dù hắn có chuẩn bị hay không, dám khiêu khích ngạo mạn như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lục Châu lúc này ra lệnh cho Chiêu Nguyệt, phi thư cho Giang Ái Kiếm, điều tra Lạc Hành không, thuận tiện truyền bức tranh này cho hắn cùng điều tra. Chiêu Nguyệt nghe xong liền mở miệng hét lớn, Đồ Nhi sẽ đi liền. Thấy sư phụ đã có quyết định của mình, Minh Thế Nhân lúc này mới giơ phong thư đó ra trước mặt mà hỏi, sư phụ, trình độ thư họa của người cao như vậy, đây là vẽ cái gì vậy? Lục Châu sau khi nhìn thấy thứ mà Minh Thế Nhân đang hỏi là cái gì, thì hắn không nói một lời, mà lấy bút ra họa một con rùa lên đó. Nhìn thấy sư phụ họa ra một con rùa, Minh Thế Nhân liền được thông não, đồng thời cũng lớn tiếng lên một cái, rùa rụt đầu sao. Sư phụ, chuyện này người cũng có thể nhịn được sao? Dựa theo tính tình lúc trước của Lục Châu, sau khi biết được việc này, nhất định sẽ trực tiếp giết đi qua. Lục Châu vẻ mặt bình thản hỏi lại Minh Thế Nhân, ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Minh Thế Nhân trầm tư suy nghĩ câu hỏi này của Lục Châu, câu hỏi này mình nên trả lời thế nào đây? Sư phụ đây là đang làm trò gì vậy cơ chứ? Vấn đề này làm cho hắn phải suy nghĩ một hồi lâu. Nhưng trời không phụ lòng người, với ý chí kiên trì bền bỉ của mình, hắn đã suy luận ra một câu trả lời. Kẻ sỉ nhục người khác sẽ sỉ nhục lại, Lạc Hành không, đáng bị giết. Lục Châu sau khi nghe xong câu trả lời của Minh Thế Nhân cũng không có phản bác gì mà nói với Minh Thế Nhân, cứ làm như vậy đi. Minh Thế Nhân nghe xong lời này cũng liền ngây ngốc ra trong chốc lát. Minh Thế Nhân khẽ giật mình, một cỗ cảm giác hưng phấn dâng lên. Nhiệt huyết sôi sùng sục, hắn chính là muốn loại cảm giác này. Khoảng thời gian này, thật sự quá đè nén rồi, không giống với bản thân mình một chút nào, hận không thể ngay lập tức xông xuống núi, đại khai sát giới. Cũng không lâu lắm, Trương Nguyệt trở về, Đồ Nhi đã phi thư cho Giang Ái Kiếm. Chỉ có điều, thất sư đệ đã phi thư tới rồi. Lục Châu liền ra lệnh cho cô đọc ngay tức khắc. Chiêu Nguyệt nhìn phong thư bắt đầu đọc, sư phụ tại thượng, Đồ Nhi có chuyện muốn cầu xin. Đang tập trung đọc thư, Chiêu Nguyệt bỗng bị Minh Thế Nhân lớn tiếng đánh gãy mất, tên khốn kiếp, còn dám cầu xin sư phụ. Bây giờ ta vô cùng hối hận vì đã không ra tay tàn nhẫn. Nhận thấy sư muội nhìn mình chằm chằm, Minh Thế Nhân liền ngừng cái tính tình của mình lại, sư muội tiếp tục đọc đi. Đồ Nhi thỉnh cầu sư phụ đừng luyện hóa Khổng Tước Linh. Độ phù hợp của Khổng Tước Linh và Đồ Nhi đã tới đỉnh cao, năm đó sư phụ ban vũ khí cho Đồ Nhi đã coi như bảo vật quý giá. Thiên hạ bây giờ không thể tìm được chủ nhân thích hợp với nó hơn Đồ Nhi. Đồ Nhi tin rằng sư phụ cũng không muốn để người khác bôi nhọ danh tiếng của Khổng Tước Linh. Đồ Nhi nghe nói Thiên Kiếm môn gửi thiệp triệu tập, khiêu khích với Ma Thiên Các. Đồ Nhi đã điều tra rõ rồi, Lạc Hành không chịu nỗi đau mất con, muốn liều chết một phen. Những danh môn chính đạo khác ngồi đợi làm ngư ông đắc lợi. Cho Đồ Nhi thời gian một tháng, nhất định sẽ tiêu diệt Thiên Kiếm môn, rửa mối hận trong lòng của sư phụ. Chiêu Nguyệt dứt câu, báo cáo đọc xong. Minh Thế Nhân nhìn một chút, nhẹ gật đầu nói, còn tạm được. Lão thất thật sự cam lòng vì Khổng Tước Linh. Lục Châu lúc này còn đang suy nghĩ, Tư Vô Nhai là làm thế nào biết được hắn muốn luyện hóa Khổng Tước Linh. Nói một cách khác, độ phù hợp của Tư Vô Nhai và Khổng Tước Linh thật sự đã đạt tới cực hạn, cho nên mới có thể cảm nhận được sự uy hiếp của luyện hóa. Bỗng, Minh Thế Nhân tỏ vẻ nghiêm nghị, bắt đầu mở miệng hỏi Lục Châu, sư phụ, Đồ Nhi có một thắc mắc, ám võng của Tư Vô Nhai đều có tai mắt phân bố khắp các giới. Có rất nhiều người bình thường, trói gà còn không chặt. Làm thế nào mà có thể đối phó với Thiên Kiếm môn được? Lục Châu từ trong miệng nói ra ba từ, U Minh Giáo. Nghe thấy ba từ này, Minh Thế Nhân liền hứng hởi, nhiệt huyết sục sôi, có U Minh Giáo ra tay, vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi.
Lục Châu vẻ mặt nghiêm nghị phủ định lời nói vừa xong của Minh Thế Nhân, bởi Lục Châu cho rằng một tháng quá lâu. Lạc Hành không mong muốn một trận chiến như vậy thì hãy cho hắn tọa nguyện. Nghe xong lời này, Chiêu Nguyệt cùng Minh Thế Nhân đều lộ ra biểu cảm vui vẻ, phấn chấn không thôi, sau đó cả hai cùng nhau chắp tay hướng Lục Châu nói, đồ nhi tuân lệnh. Sau khi Lục Châu trang bức một hồi, trên giao diện nhiệm vụ xuất hiện một nhiệm vụ mới, xứng danh vì Ma Thiên Các, có thể nhận được 1.500 điểm công đức. Sáng sớm ngày hôm sau, bên trong đại điện Ma Thiên Các, Lục Châu ánh mắt nhìn lướt qua đám người. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt có mặt đầy đủ, Hoa Vô Đạo, Phan Ly Thiên cùng với Lãnh La thuộc tầng lớp trưởng lão đứng ở một bên. Hoa Nguyệt Hành cùng với Chu Kỷ Phong thuộc tầng lớp đồ đệ mới được tuyển nhận đứng ở một bên khác. Còn Tiểu Diên Nhi là đồ đệ mà Lục Châu cưng chiều nhất, đồng thời tính cách cũng khác biệt nhất, một mình đứng một nơi, hai chân mở rộng, khoanh tay nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới, tự tin 10 phần. Trong nhóm người này hiện tại thì có 3 người gặp phải vấn đề không được tốt cho lắm, chỉ cần nhìn qua sắc mặt là có thể thấy Phan Ly Thiên cùng với Lãnh La đều tiêu tụy không thôi. Đặc biệt là Phan Trọng bị thương không ở đây, mấy hôm trước Phan Ly Thiên dùng Hắc Mộc Liên vẫn luôn tịnh dưỡng. Mặc dù Lãnh La đã có chút tu vi, nhưng lần trước tới xấu Tây Hồ, cơ bản cũng không còn dư sức nữa, không thể mong chờ vào 3 người này. Chiêu Nguyệt lúc này lên tiếng báo cáo, sư phụ, Giang Ái Kiếm sáng sớm đã phi thư tới, nói gần giống với thất sư đệ, nhưng có một điểm khác. Thiên Kiếm Môn không phải là không có trợ thủ, chỉ có điều trợ thủ này không thuộc 10 đại danh môn, hành tung bí ẩn, không thể điều tra được. Lục Châu từ trên ghế dần đứng dậy, đồng thời trong lòng đang thầm suy nghĩ, từ phương diện Chiêu Nguyệt vừa báo cáo mà nói, tin tức của Giang Ái Kiếm rõ ràng là chính xác hơn Tư Vô Nhai rất nhiều. Không nghĩ nhiều nữa, hắn hô lên một tiếng đi. Cả đám đồ đệ đồng thanh lên một câu, vâng. Mà nhìn kỹ đám đồ đệ bình thường trong các, ai ai cũng giơ lên một con dao phay, người người tràn đầy chiến ý. Mà Phan Ly Thiên cùng với Lãnh La lúc này thân mang trọng bệnh nên cũng chỉ có thể ở nhà trông nhà. Một lúc sau, tại trên phi thuyền, Minh Thế Nhân gạ hỏi Đoan Mộc Sinh, sư huynh. Nghe tiểu sư muội nói, kỹ thuật lái thuyền của huynh đã có tiến bộ rất nhiều. Đoan Mộc Sinh không bị mắc mưu, nhàn nhạt đáp lại, nếu so với sư đệ thì không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Minh Thế Nhân gạ sát người Đoan Mộc Sinh khẽ tiếng nói, đệ từng nói đệ không lừa huynh đúng không, lái thuyền đối với tu hành rất có lợi. Sư huynh, lái thuyền còn có một lợi ích. Minh Thế Nhân đang nói tới đây bỗng khựng lại, làm cho Đoan Mộc Sinh khó chịu không thôi, đang nói chưa xong thì dừng cái gì cơ chứ. Biết mình đã dụ được Đoan Mộc Sinh câu lên lòng hiếu kỳ, Minh Thế Nhân nói tiếp, có thể tu thân dưỡng tính, đặc biệt có thể rèn luyện tâm tính. Minh Thế Nhân vẻ mặt nghiêm nghị hỏi lại, ý đệ nói là ta tính khí nóng này sao? Minh Thế Nhân ngay tức khắc chối bỏ, đệ làm gì có chứ? Đoan Mộc Sinh tay cầm bá vương thương lau chùi, miệng nhẹ nhàng hỏi lại, lão tứ, đệ cảm thấy bá vương thương này của ta thế nào? Minh Thế Nhân chu mỏ khen hay, uy phong lẫm liệt, có 102, là chí bảo cực phẩm. Đoan Mộc Sinh thở dài lắc đầu nói, sư huynh biết đệ lấy được một thứ rách nát chẳng ra gì nên trong lòng khó chịu, lái thuyền cho tốt, rèn luyện tâm tính một chút. Vũ khí, chỉ cần thiên giai là được rồi, không cần quan tâm nó có uy phong hay không. Minh Thế Nhân bị nói tới chỗ tim đau thì chu miệng một cái, tỏ vẻ bất mãn. Còn không kịp khịa lại một câu thì bị Đoan Mộc Sinh đẩy một cái, đi đi, nhằm ý đuổi Minh Thế Nhân về cầm tay lái thuyền làm việc đi. Minh Thế Nhân bị đẩy đi, trong lòng thầm nghĩ, đệ không hề nói bản thân thích vũ khí uy phong. Bị Đoan Mộc Sinh từ chối làm thay, Minh Thế Nhân trong lòng cũng bất lực, nhìn sang Tiểu Diên Nhi thì lại bất mãn không thôi. Lúc nào đó cũng phải để tiểu sư muội lái thuyền, rèn luyện tâm tính, mỗi ngày lấy tấm vải đỏ rách đó đi vẩy khắp nơi, chuyện này không ổn chút nào. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ nhảy lên vị trí cầm lái. Phi liễn dưới sự cầm lái của Minh Thế Nhân thì luôn trong tình trạng phi tốc, không một chút chậm trễ. Lúc này Lục Châu cùng với Hoa Vô Đạo đang cùng nhau đứng trước mũi tàu, nhìn về phía trước. Đoan Mộc Sinh lúc này mở miệng hướng phía Lục Châu hỏi, ta muốn thỉnh giáo các chủ, ngày hôm đó ngài tu luyện trong mật thất, có phải là đang hấp thụ sức mạnh của lá chắn để duy trì trạng thái đỉnh cao của mình hay không? Lục Châu không quay đầu lại, mà nhàn nhạt đáp trả, ngươi cũng cho là như vậy sao? Hoa Vô Đạo e thẹn trả lời lại, không dám ạ. Lục Châu nói tiếp, lá chắn, bổn tọa tự biết tu sửa. Hắn lúc này thầm nghĩ, bên ngoài có lời đồn sức mạnh của lá chắn không ngừng suy giảm, tương đương nói là thực lực của hắn đang còn giảm xuống. Chẳng qua là, trước mắt cũng không có cách nào để sửa lá chắn. Để vài đồ đệ đồng thời tu sửa, ít nhất cũng phải cần 3 năm trở lên. Lãnh La và Phan Ly Thiên Bát Diệp bây giờ đã già yếu bệnh tật, không có chút kỳ vọng nào rồi. Cách tu sửa nhanh và duy nhất đó là sử dụng thẻ trải nghiệm đỉnh phong lần nữa. Nhưng mà, làm thế nào mà mình có thể dễ dàng sử dụng? Hoa Vô Đạo lần nữa mở miệng, đài hoa sen là nơi chính đạo cọ sát. Chỉ sợ Lạc Hành không cố ý khích tướng, mai phục ở nơi này. Lục Châu gật đầu nói, sự lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý. Minh Thế Nhân đứng cầm lái gần đó hóng được dưa thì liền hứng khởi lên tiếng, Hoa trưởng lão không cần lo lắng.
Tất cả âm mưu quỷ kế ở trước mắt của sư phụ sẽ không có bất cứ tác dụng gì đâu. Hoa Vô Đạo hắn tất nhiên là cũng tin tưởng năng lực của các chủ. Lúc này, Hoa Nguyệt Hành đi tới lên tiếng, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo. Lục Châu Kiều nói đi. Hoa Nguyệt Hành sắp xếp lại câu từ sau đó lên tiếng trình bày. Khi thuộc hạ trốn trên tòa tháp ở gần Thiên Kiếm Môn chờ đợi trưởng lão Diệp Thành Trí của Thiên Kiếm Môn xuất hiện, hình như đã nhìn thấy một người có hơi quen thuộc. Lục Châu ngạc nhiên liếc mắt về sau hỏi, là người nào? Hoa Nguyệt Hành ôn tồn nói tiếp, là Tứ Hoàng Tử, Lưu Bình. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.